Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới, chia sẻ tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở, đón vận may bất ngờ, làm đâu chúng đó, chúng số liên tiếp, tiền bạc ào về, trả sạch nợ nần, đổi đời xứng tầm đại gia. Quý vị thân mến, theo luận giải mới nhất, các bậc thầy tử vi nhận định tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, khi một người có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì và có các tinh soi chiếu, sẽ gặp được rất nhiều may mắn, có nhiều tin tốt lành trong cuộc sống, rất nhiều cơ hội đang đón chờ bản mệnh. Nếu biết tu tập gia tăng phước báu, nắm bắt thời cơ, sẽ có cơ hội gia tăng tài lộc nhanh chóng, đổi đời thành đại gia, giàu có nhất vùng. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết tử vi tuổi Mậu Thân khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, để từ đó, quý cô bác tuổi Mậu Thân có thể áp dụng, lập các kế hoạch phát triển sự nghiệp, gia tăng tài chính, chủ động hơn trong cuộc sống, chào đón một cuộc sống an lạc, giàu sang, phú quý trong tương lai. Vậy, cụ thể chi tiết vận trình tử vi tuổi Mậu Thân khi xuất hiện 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì sẽ ra sao? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải ngay sau đây anh chị nhé! Sự thật chấn động về 7 dấu hiệu tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, đổi đời, đổi vận, giàu có nhất vùng thiên hạ. Quý vị thân mến, đời người học biết lắng đọng không phải là chán nản, mà là dùng một trái tim thản nhiên nhìn xuyên thấu cái tính nóng này, là trong không gian tĩnh lặng tìm được vị trí thuộc về bản thân mình, xem bản thân mình thành như bông hoa, bạn chính là tiến bước vào những ngày xuân, đời người không có gì khiến ta phải lạc lõng, mơ hồ, đi lại tùy ý một chút, phóng khoáng một chút, bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu làm những việc bản thân mình muốn làm, mong bạn đừng dùng tuổi tác và những thứ khác để trói buộc bản thân. Đời người cần lập kế hoạch cụ thể, nhưng vẫn luôn có những chuyện ngoài ý muốn, thay vì cưỡng cầu chuyện nào đó đạt được một mục tiêu nào đó. Chi bằng hãy thuận theo tự nhiên, tất nhiên không phải là phó thác cho số mệnh, mà hãy nghe theo mách bảo của con tim mà làm điều tốt nhất. Đời người có đau khổ, có niềm vui là vẹn toàn nhất, đời người có thành công, có thất bại là hợp lý nhất, đời người có được có mất là rất công bằng. Đời người nhấp nhô không bằng phẳng thế mới có giá trị, bước trên con đường gập ghềnh, tuy là vất vả gian nan, nhưng có một trái tim vĩnh hằng, khát vọng luôn sẽ trổ hoa. Thất bại tạm thời vốn không viết thay điều gì cả, quan trọng là bạn cần có một trái tim bình thường, giản dị, mỉm cười mà đối đãi, được thế cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nếu cuộc sống là một chén nước, thế thì đau khổ chính là bụi bặm rơi vào trong chén nước đó. Không có ai mà cuộc sống trước sau đều tràn ngập trong hạnh phúc, vui vẻ, mà sẽ luôn có những đau khổ dày vào tâm hồn bạn. Chúng ta có thể lựa chọn tĩnh tâm lại, từ từ lắng đọng những đau khổ đó. Nếu không ngừng xáo trộn, đau khổ sẽ tràn đầy mọi ngóc ngách trong cuộc sống của chúng ta. Vậy nên, không loạn bởi tâm, không bị tình cảm vây khốn, không sợ hãi tương lai, không tiếc nuối quá khứ. Nếu làm được vậy, ta sẽ có được một tâm hồn bình an. Tâm trạng không phải toàn bộ đời người, nhưng lại có thể chi phối toàn bộ đời người. Tâm tình tốt thì cái gì cũng tốt, tâm tình không tốt, mọi thứ đều rối loạn. Chúng ta thường thường không phải bị hạ gục bởi người khác, mà là tâm trạng xấu hạ thấp hình tượng của chúng ta, hạ thấp năng lực của chúng ta, nhiễu loạn tư duy của chúng ta. Kiểm soát tốt tâm trạng, cuộc sống mới sẽ đâu đâu cũng bình hòa. Có một tâm thái tốt mới dễ dàng có được một tâm trạng tốt rồi mọi chuyện mới thật sự tốt.
Người có trí tuệ mãi đều đang tận hưởng mỗi một giây, bởi họ biết một giây này một khi qua đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Người ngu si mãi đều oán trách mỗi một giây, luôn cảm thấy mỗi một giây của hiện tại thật đau khổ, một giây sau sẽ ổn hơn. Kẻ trí sống trong tận hưởng, khai sáng tương lai, người ngu sống trong oán trách, kỳ vọng xa xỉ vào tương lai. Trải nghiệm mỗi phút mỗi giây như vậy, chỉ trong gang tấc mà khác biệt như trời với đất. Quý vị thân mến, ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét về vận mệnh cuộc đời người tuổi Mậu Thân này nhé. Kính thưa quý cô bác anh chị Mậu Thân, có thể nói rằng Khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Mậu Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Mậu Thân họ cũng rất khéo ăn khéo nói, nhiệt tình và hào phóng. Tuổi Mậu Thân có nhanh nhạy trong việc xử lý các vấn đề. Ở những người tuổi này có sự kiên định và không bao giờ bị dao động trước những khó khăn mà luôn tìm ra cách để giải quyết nhanh nhất. Nếu sinh vào giờ tốt, người tuổi Mậu Thân có chức có quyền hoặc cũng là người được quý nhân trọng đãi và được người đời yêu mến. Nể nang, tuổi này có thể phải thay đổi nhà cửa nhiều lần và phải sống xa quê thì mới tốt. Cuộc đời của người tuổi Mậu Thân nhìn chung được no đủ bậc trung. Cuộc sống gia đình có thể gặp một vài trở ngại khiến vợ chồng xung khắc và có đôi chút vất vả đường con cái. Con giáp tuổi Mậu Thân cũng rất thông hiểu lý tình, ham học hỏi. Người tuổi này cần chú tâm làm điều thiện tích đức để được hưởng an lành về già. Người tuổi này luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, Mậu Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý Mậu Thân bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Mậu Thân giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy Mậu Thân rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi Mậu Thân đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Mậu Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Mậu Thân độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, sẽ giúp Mậu Thân lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể, tuổi Mậu Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình, Mậu Thân sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, Mậu Thân khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không để cho ai biết. Đa số những người tuổi này làm việc theo cảm hứng nhất thời. Khi tâm trạng tốt, Mậu Thân làm việc hay say và hiệu quả. Còn khi tâm trạng xấu, tuổi Mậu Thân lại tỏ ra chán nản và làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Bản mệnh tuổi này khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết, Mậu Thân sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi Mậu Thân thực dụng, nhưng chính Mậu Thân cũng đã công nhận điều này. Bản mệnh tuổi này có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Mậu Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Đôi lúc, sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi Mậu Thân gặp nhiều rắc rối. Họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng, chính xác những sai lầm của người khác, nhưng lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét, khuyên nhủ của người khác. Tuổi Mậu Thân không hẳn là những người bảo thủ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, họ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Hơn nữa, họ chia sẻ kiến thức và tiền bạc của mình cho mọi người xung quanh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn mà quên đi lợi ích của bản thân. Tuổi Mậu Thân văn võ song toàn, vừa có tài vừa có đức, vì vậy những người này thường gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, tuổi Mậu Thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng. Đặc biệt họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được. Bởi tuổi Mậu Thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Sự nhanh nhạy, con mắt nhìn xa trông rộng giúp tuổi Mậu Thân dễ dàng thành công trong những lĩnh vực như kinh doanh, bất động sản, kinh tế, chính trị. Họ luôn đưa ra những phán đoán chính xác, kịp thời để phát triển công việc làm ăn của mình. Tuổi Mậu Thân dù trong trường hợp nào cũng giữ được thái độ hòa hợp của mình với công việc và mọi người xung quanh. Khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tuổi Mậu Thân không bao giờ tỏ ra chán nản. Họ sẽ tạm ngưng công việc và nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại tinh thần làm việc.
Cũng bởi vậy mà sức khỏe của họ luôn ở trạng thái tốt nhất. Tuổi Mậu Thân nghiêm túc với công việc và các mối quan hệ trong xã hội của mình. Nếu đã xác định được mục tiêu và tìm thấy cơ hội cho mình, họ toàn tâm toàn ý, tập trung vào sự nghiệp và xây dựng một niềm tin vào chiến thắng. Tuổi Mậu Thân là những người hài hước, họ luôn mang đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong tình yêu, tuổi Mậu Thân cũng thật vui nhộn và hài hước, họ luôn biết cách làm cho tình yêu của mình thật mới mẻ, phong phú. Họ là người tự tin trong giao tiếp, bởi vậy mà tuổi Mậu Thân có thể tạo được ấn tượng mạnh với đối phương ngay từ những lần gặp đầu tiên. Cũng bởi được nhiều người chú ý mà tuổi Mậu Thân có nhiều sự lựa chọn cho mình. Tuổi Mậu Thân thường xuyên rơi vào trạng thái cảm nắng, đơn phương một ai đó, thế nhưng những tình cảm ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió, họ dễ dàng quên đi khi gặp đối tượng khác thích hợp hơn. Ban đầu, tình yêu của người này nồng cháy, mãnh liệt như những ngọn lửa đỏ rực, nhưng theo thời gian, ngọn lửa ấy dần phai tàn, nguội lạnh và bị dập tắt, tuổi Mậu Thân phải trải qua nhiều thăng trầm, thử thách mới có thể tìm kiếm được hạnh phúc thực sự trong cuộc đời mình. Và theo tử vi, khi bước sang khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành Phật trời che chở, hộ trì, tuổi Mậu Thân sẽ đón nhận những vận may nào và những điểm hung bạn cần tránh là gì, hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành Phật trời che chở, hộ trì là một khoảng thời gian đầy hứa hẹn đối với người tuổi Mậu Thân. Trong sự nghiệp, bạn luôn chủ động, nhiệt huyết và xông xáo với công việc, nên nhiều phương diện cuộc sống của bạn đều có bước tiến triển tích cực. Bạn càng nhiệt tình với công việc bao nhiêu, thì thành quả bạn thu về càng rực rỡ bấy nhiêu. Dưới sự phù trợ của tam hợp, sự nghiệp của con giáp này phát triển thuận lợi. Bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người xung quanh, thậm chí làm quen được với quý nhân và được quý nhân giúp đỡ. Theo tử vi tháng 7 âm tuổi Mậu Thân, khuyên bạn hãy luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nắm bắt mọi cơ hội. Hứa hẹn tháng mới bạn sẽ nhanh chóng chạm tay được tới cái đích mà mình đã đặt ra từ trước, khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị với thành tích bạn đạt được đấy. Trên phương diện tài lộc, dưới mặt tích cực về sự nghiệp, đòi hỏi có thể tháng này sẽ là một tháng khá vất vả với bạn. Bạn sẽ phải chạy đi chạy lại, lo toan nhiều việc, nhưng đổi lại, bạn vất vả bao nhiêu, thành quả bạn thu về ngoài sức mong đợi của bạn. Bạn thậm chí làm quen được với những đối tác lớn, đối phương sẽ nâng đỡ và là đòn bẩy để bạn vươn lên, thu về nhiều lợi nhuận lớn. Chuyện tình cảm cũng có những bước phát triển tích cực, mối quan hệ xã giao rộng rãi, do tam hội mang lại giúp bạn lúc nào cũng được mọi người quan tâm, yêu mến. Với thành công trong sự nghiệp, bạn nhận được sự cổ vũ, cảm thông của nửa kia, nhờ vậy mà bạn có động lực cố gắng mỗi ngày, tình cảm vợ chồng lại thêm bền chặt. Tiếp theo sau đây là tử vi chi tiết từng phương diện. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Mậu Thân khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành Phật trời che chở, hộ trì. Theo tử vi, cục diện tam hợp chắc hẳn sẽ đem tới nhiều tin mừng cho người tuổi Mậu Thân. Thời điểm này, bạn có thể mạnh dạn đưa ra những kế hoạch tham vọng hơn, đừng vội hài lòng với những gì mà mình đang có. Thời gian này, bạn càng cố gắng thì kết quả lại càng vượt xa khỏi suy đoán của mọi người và kỳ vọng của chính bạn. Sự nghiệp vươn lên như diều gặp gió, gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, hãy giữ gìn các mối quan hệ xã giao. Đây chính là một trong những yếu tố không thể thiếu góp phần vào thành công của bản mệnh trong khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành Phật trời che chở, hộ trì. Bạn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn được quý nhân trợ lực. Mọi việc tưởng chừng như bạn không thể giải quyết được, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người, việc khó khăn cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn hẳn. Sự chăm chỉ của bạn ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo, để cấp trên cân nhắc phân công cho bạn những công việc trọng đại hơn, giúp khẳng định vị thế. Dịch mã cho thấy, bạn càng cố gắng bỏ công bỏ sức ra làm việc bao nhiêu thì thành công lại càng vang dội bấy nhiêu, vì thế đừng ngại làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách để lười biếng. Cát tinh nguyệt mã đem lại may mắn cho bạn, dù bạn đang làm trong bất cứ ngành nghề nào. 2. Tử vi tài lộc tuổi Mậu Thân khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành Phật trời che chở, hộ trì. Con đường tài lộc của người tuổi Mậu Thân trở nên vô cùng rực rỡ trong khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành Phật trời che chở, hộ trì này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa đem tới cho bạn nhiều cơ hội bứt phá, việc mở rộng quy mô kinh doanh hay mạng lưới khách hàng cũng trở nên suôn sẻ hơn hẳn. Thời điểm này, bản mệnh cần xác định mục tiêu cụ thể cho mình và cố gắng hết sức mình để thực hiện điều đó. Tất nhiên, quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản, có nhiều lúc bạn sẽ phải vất vả, bôn ba, thậm chí chịu sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, hãy kiên cường, tự tin vào bản lĩnh của mình, bạn sẽ dần dần tháo gỡ được vướng mắc và vươn lên. Dịch mã cho thấy, nếu người làm công ăn lương muốn kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm này thì cần phải xông xáo,
nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Tháng tới đây, bạn sẽ thu về nhiều lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, hãy chú ý cơ thể bạn, xem có đủ sức lực để làm thêm nhiều việc nữa hay không. Cho dù làm việc gì, bạn cũng nên chú ý tới sức khỏe của mình nhé. Quý nhân xuất hiện trong khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành Phật trời che chở. Hộ trì này cũng sẽ giúp bạn gặt được nhiều điều thuận lợi hơn khi chinh phục đỉnh cao. Bạn có thể học hỏi thêm được nhiều điều hay từ đối phương, thậm chí sẽ tìm được phương hướng mới cho con đường phát triển sau này. 3. Tử vi sức khỏe tuổi Mậu Thân khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành Phật trời che chở, hộ trì. Trong suốt tháng, về cơ bản không có rủi ro nào về sức khỏe. Đây là một tháng lý tưởng về mặt sức khỏe, cơ thể rất khỏe mạnh và trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Mọi người xung quanh khiến bạn có thái độ tích cực khi đối mặt với cuộc sống, nhưng bạn vẫn cần hình thành thói quen sinh hoạt tốt. Về chế độ ăn uống, phải chú ý kết hợp lý và hấp thụ chất dinh dưỡng thì cơ thể mới có thể duy trì được sức khỏe cơ bản. Phước lớn gặp họa không ảnh hưởng tới thân thể, càng ngày càng cảm nhận được sự tích cực đang ở trong tâm trí mình, cơ thể bạn cũng dẻo dai hơn nhờ chăm tập thể dục và bồi bổ thường xuyên. Bạn là người rất biết chăm sóc cơ thể, ngủ đủ thời gian, hiếm khi sống buông thả, bỏ bê bản thân, mệt đến mấy cũng cố ăn bữa cơm tử tế, ngủ nghỉ đủ giấc, nên duy trì điều này mỗi ngày nhé. 4. Tử vi tình duyên tuổi Mậu Thân khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành Phật trời che chở, hộ trì. Nguyệt lệnh gặp trường sinh cho thấy, tuổi Mậu Thân là tuổi thu hút được đối tượng khác giới nhiều nhất, nữ thì ưa nhìn, hiền lành, thẳng thắn, nam thì ga lăng, vui tính và hòa đồng. Yêu động vật, hãy cảm ơn những điều tồi tệ trong cuộc sống, bởi nhờ nó mà bạn mới có thể nhìn thấy bản chất thật của những người mà trước đây bạn không nhìn ra. Người không tốt không nên tiếc, bạn không tốt không nên chơi cùng, tránh càng sớm càng tốt, lâu nay bạn sống quá hiền lành, tử tế, nên nhiều người được đà lấn tới. Bên cạnh đó, né ngay những người có tính lợi dụng, cơ hội, lúc bạn phú quý nhấc máy lên là có, còn lúc bạn nghèo khó thì không thấy tăm hơi đâu. Chuyện hôn nhân vợ chồng, gia đình, mẹ chồng nàng dâu ăn ở với nhau thế nào cho phải là một việc rất phức tạp, cần nhiều sự lắng nghe, nhạy bén, quan trọng nhất là cả hai đều phải biết giữ giới hạn của mình, làm như thế bạn sẽ có được bền lâu. Tiếp theo sau đây là một số vật phẩm phong thủy giúp thay đổi vận mệnh của cô bác anh chị Mậu Thân 1968. Tượng Mậu Thân phong thủy phù hợp với tuổi Mậu Thân 1968. Mậu Thân khi chơi tượng khỉ sẽ mang đến may mắn, tài lộc thăng quan tiến chức. Tượng khỉ được đúc bằng đồng nguyên khối, dáng chú khỉ ngồi thoải mái trên quả đào, tay cầm thỏi vàng, thể hiện cho quan ấn. Tỳ hưu phong thủy phù hợp với tuổi Mậu Thân 1968. Tỳ hưu là một vật phong thủy có nhiều tác dụng trong phong thủy và đối với những người mạng thổ tuổi Mậu Thân 1968 nên chọn các tỳ hưu màu đỏ, tím, nâu đất, hồng, đen, xanh biển và không nên chọn các vật phẩm tỳ hưu màu xanh lá cây vì nó thuộc hành mộc mà mộc lại khắc thổ, đem đến những điều không tốt cho gia chủ. Nếu muốn thăng quan tiến chức nhanh, những người tuổi Mậu Thân 1968 cần phải chọn các loại tỳ hưu làm từ kim loại hoặc đá, mang những màu sắc tương sinh cao như đỏ, cam, tím, vàng hoặc nâu đất. Kỳ lân phong thủy phù hợp với tuổi Mậu Thân 1968. Kỳ lân phong thủy có tác dụng, nhiều tác dụng và ngoài tác dụng hóa giải hung sát của sao xấu ngũ hoàng đại sát, nhị hắc, hóa giải nhà phạm tam sát, phạm thái tuế, phạm sơn hướng xương dâm, thiếu vong, cô quả, khẩu thiệt, tuyệt bại năm, tượng kỳ lân có thể giúp gia chủ đường sự nghiệp thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 muốn giải vận cần nên trang bị các tượng kỳ lân đồng hoặc vàng, mang màu sắc vàng hoặc nâu đất để sự nghiệp được phát triển, con đường danh lợi ngày càng thịnh vượng. Thuyền phong thủy phù hợp với tuổi Mậu Thân 1968. Thuyền buồm trong phong thủy được coi là một biểu tượng của sự thành công, thắng lợi trong kinh doanh, giao dịch, làm ăn, buôn bán. Người Trung Quốc rất thích các biểu tượng thuyền buồm vì nó mang ý nghĩa to lớn của sự thuận buồm xuôi gió, mang lại nhiều cuộc giao dịch, kinh doanh tốt đẹp và thu được nhiều lợi nhuận để mang lại người mệnh thổ tuổi Mậu Thân nhiều may mắn cũng như sự nghiệp được thăng hoa. Có thể sử dụng các loại thuyền buồm làm có biểu tượng rồng trên cánh buồm với màu sắc tự nhiên như đất, vàng nâu hoặc vàng để có được hiệu quả cao nhất. Quả cầu phong thủy phù hợp với tuổi Mậu Thân 1968. Quả cầu đá phong thủy có nhiều màu dựa theo từng loại đá, do đó cũng phù hợp với nhiều mệnh khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn màu sắc, kích thước khác nhau tùy theo sở thích và mệnh của bản thân để có được tác dụng phong thủy tốt nhất. Người tuổi Mậu Thân 1968 mang mệnh thổ, có thể sử dụng các quả cầu phong thủy màu đỏ hoặc màu đất để thu hút tài vận, con đường sự nghiệp tiến chức, thăng quan tiến chức.
Chùa Tháp Văn Xương phong thủy phù hợp với tuổi Mậu Thân 1968. Tháp Văn Xương là biểu tượng của sự trí tuệ và sự thành đạt ở vùng Bình Sơn, Nguyên Lãng, Hồng Kông. Thường xây tháp này để cầu thi cử, đỗ đạt. Bởi vậy làng này thường sinh ra người tài giỏi, thi cử đỗ đạt, có vị thế cao trong xã hội. Đối với người tuổi Mậu Thân có thể sử dụng tháp Văn Xương theo hướng Tây Nam để có hiệu quả nhất. Để lựa chọn màu tháp Văn Xương cho tuổi Mậu Thân 1968, cũng như theo mệnh thổ, bạn có thể chọn tháp theo màu hồng, đỏ hoặc vàng để phù hợp nhất. Quý vị thân mến, có những điều buộc phải buông bỏ để khiến bản thân hạnh phúc. Dưới đây là 10 điều Phật dạy giúp bản thân luôn tâm tịnh, lòng an. Đừng trốn tránh trách nhiệm giải quyết vấn đề, hãy nhìn thẳng vào khó khăn và cố gắng đi qua. Mọi người đều biết, để làm được điều này quả thực là không hề dễ dàng, thật khó để mỗi khi gặp khó khăn lại có thể dùng tâm thái bình thản, tĩnh tại để đối diện với nó. Nhưng thực sự là khi gặp khó khăn, chỉ có bình tĩnh đối diện với nó thì mới giải quyết được vấn đề, còn trốn tránh nó thì chỉ làm lãng phí thêm thời gian và sự lo lắng cho bản thân mà thôi. Đừng chạy trốn các rắc rối của mình, hãy đối diện với chúng. Đây không phải là việc dễ dàng, không ai có khả năng xử lý hoàn hảo mọi vấn đề họ gặp phải. Chúng ta cũng không thể ngay lập tức mà giải quyết trọn vẹn một khó khăn, chúng ta không sinh ra để làm như vậy. Trên thực tế, chúng ta sinh ra để thất vọng, buồn chán, đau khổ và vấp ngã, bởi vì đó là toàn bộ mục đích của cuộc sống đối mặt với vấn đề. Học hỏi, thích nghi và xử lý chúng, chính điều này đã rèn luyện chúng ta trở thành con người như chúng ta hiện nay. Đừng cố trở thành một người không phải là mình. Có một điều mà con người luôn phạm phải đó là luôn nhìn người khác rồi ngưỡng mộ và mong muốn bản thân mình trở thành người ta. Một người xinh đẹp, thông minh, trẻ trung, thành đạt hơn mình, nhưng có một sự thật là họ không phải là mình. Hãy đừng luôn ao ước trở thành người khác. Hãy là chính bản thân mình và cố gắng hết sức mình để trở thành một người tốt, lương thiện, thật thà, bao dung người khác. Khi ấy bạn cũng trở thành người đáng ngưỡng mộ trong mắt người khác. Đừng gác lại các nhu cầu của bản thân. Điều đau đớn nhất là vì yêu người khác quá mà đánh mất bản thân mình và quên mất rằng mình cũng là người đặc biệt. Vâng, hãy giúp đỡ người khác, nhưng bạn cũng phải giúp đỡ chính mình nữa chứ. Nếu có giây phút nào dành cho bạn để bạn theo đuổi đam mê và làm điều gì đó quan trọng với mình, thì giây phút đó chính là ngay lúc này đây. Đừng cố gắng làm người khác. Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống là làm chính mình trong một thế giới cứ trực biến bạn thành người giống như mọi người khác. Lúc nào cũng sẽ có người xinh đẹp hơn bạn, thông minh hơn bạn, trẻ trung hơn bạn, nhưng họ sẽ không bao giờ là bạn cả. Đừng thay đổi để mong người khác thích mình, hãy là chính mình và sẽ có người yêu con người thật của bạn. Đừng sợ phạm sai lầm mà không dám làm gì. Trong cuộc đời để đạt được thành công, hỏi có mấy người là không từng trải qua sai lầm, đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, đôi khi điều khiến bản thân hối hận mãi không thôi, không phải làm một việc sai lầm mà là không dám làm nó. Đừng chuyên thu hoạch hạnh phúc từ người khác. Nếu như bạn luôn cảm thấy không thỏa mãn về chính bản thân mình, thì đứng ở góc độ lâu dài mà xét, cho dù bạn ở chung với ai đi nữa, bạn cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ. Cho nên, trước khi ở chung với người khác, bạn cần tự làm cho bản thân mình trở nên tốt đẹp. Người ta nói rằng, có yêu bản thân mình mới yêu được mọi người xung quanh. Đừng cố công mua hạnh phúc. Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt, nhưng sự thật là những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí, đó là tình yêu. Là tiếng cười và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình. Đừng nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng. Khi một cơ hội xuất hiện, không có ai cảm thấy mình đã sẵn sàng 100% để đón nhận nó. Bởi vì phần lớn những cơ hội lớn lao trong cuộc đời đều đòi hỏi chúng ta phải phát triển vượt quá vùng thoải mái của mình. Điều này có nghĩa là ban đầu, chúng ta sẽ không cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Đừng lãng phí thời gian vào nhầm người. Đời người rất ngắn ngủi, cho nên đừng đem những ngày tháng quý giá của mình lãng phí vào nhầm người. Nếu như người khác cần bạn, họ sẽ dành cho bạn một khoảng không gian. Nhiều lúc chúng ta không cần phải dãy dụa trong đau khổ, mà thay vào đó hãy chọn cách buông bỏ. Hãy nhớ kỹ, bạn bè tốt là người luôn xuất hiện bên bạn những lúc bạn cần. Những người mà khi còn ở vào thời điểm huy hoàng mới đến kết giao, thì đó chưa chắc là bạn chân chính. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.